Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thêm cái mạng Matic Polygon Network vào cái ví MetaMask. Trong trường hợp quý vị chưa biết cài đặt hay đồng bộ cái ví MetaMask, thì quý vị có thể tìm những video trước mà KTV đã chia sẻ. Rồi, thì đây là cái ví MetaMask này, biểu tượng ví. Và KTV đã áp nó vào cái trình duyệt rồi. Ok chưa? Bây giờ KTV sẽ mở lên này. Rồi, KTV sẽ mở rộng lên. Thì ở đây, mặc định là nó chạy trên cái network ERC20. Đó. Quý vị hãy chọn vào cái Ethereum Mainnet này. Rồi, quý vị chọn đến cái cuối cùng là Custom RPC. Thì ở đây KTV đã để sẵn cái thông số của cái Matic Polygon Network ở bên dưới video. Quý vị chỉ việc copy và dán nó vào. Rồi cái ô network lên, KTV sẽ paste là Matic Network. Cái ô thứ hai là New RPC URN này. Đây, KTV sẽ copy cái domain này và dán nó vào. Ở đây nó có cái dấu cách bằng cái phím space này. Quý vị hãy bấm cái mũi tên để cho nó không còn dấu cách. Đó, thì nó sẽ không báo lỗi. Ok chưa? Rồi, cái ô thứ ba là Chain ID 137. Cái ô thứ tư, currency symbol. Symbol là Matic. Cái ô cuối cùng là block explorer. Quý vị cũng copy cái địa chỉ domain cuối cùng này. Rồi, dán nó vào. Xong, quý vị kiểm tra lại chính xác chưa? Nếu đã chính xác, quý vị chọn Server. Rồi. Đã thêm cái mạng Matic Polygon Network này. Rồi, bây giờ KTV sẽ tắt nó đi này. Hiện tại thì cái Network Matic Polygon này đã có một số sàn họ đã mở Network như là sàn Gate.io hoặc là sàn MXC, mà bây giờ họ đổi domain thành MEXC đây này. Đó. Và tất nhiên sắp tới thì sẽ có nhiều sàn họ mở cổng nạp root, thì quý vị sẽ thuận tiện hơn cho cái việc nạp root các token nó chạy trên cái network Polygon này. Ví dụ ở đây KTV sẽ lấy cái sàn Gate.io và cái sàn MXC. Ok chưa? KTV sẽ vào cái phần nạp root trên sàn này. Đây. Ví dụ ở đây KTV sẽ chọn là USDC. USDC này. Rồi, cái USDC này họ chưa có mở cổng Polygon Network. KTV sẽ chọn một cái là Matic đi. Đây, Matic Polygon này. Đó, thì quý vị có thể root cái token Matic nó chạy trên cái network Matic Polygon này. Ok chưa? Và cái ví này, quý vị đã thêm cái Matic Network Polygon thì quý vị phải có cái đồng Matic ở đây để làm phí giao dịch. Đó, thì quý vị có thể mua và mua từ trên sàn Gate.io về. Ok chưa?
Rồi, tiếp theo là KTV thử sang cái sàn MEXC này. KTV sẽ chọn và thử root token đi. Rồi ở đây KTV sẽ tìm kiếm cái USDC. Đó. Đây. Thì cái sàn này này, họ đã hỗ trợ cái cổng nạp root bằng Matic với cái token là USDC rồi này. Đó, quý vị thấy chưa? Matic này. Thì quý vị muốn root token từ bất cứ một cái sàn nào, không riêng gì cái sàn MEXC này, về cái ví MetaMask mà nó chạy trên cái network Matic Polygon, thì quý vị chọn đúng cái trên, đó là Matic này, ok chưa? Đó, thì quý vị chỉ việc copy cái địa chỉ ví của quý vị này từ bên ví và dán nó vào cái phần địa chỉ ở bên sàn. Đó. Và ở chiều ngược lại, quý vị muốn chuyển bất cứ các token nào mà nó chạy trên cái network Matic Mainnet về bất cứ một cái sàn nào, thì quý vị cũng chọn cái địa chỉ nhận là cái trên Matic, ok chưa? Thì hiện tại ở đây KTV mới cập nhật được hai cái sàn này. Họ đã mở cái trên Matic. Tất nhiên sắp tới sẽ có một số sàn lớn họ cũng sẽ mở cái cổng nạp root bằng Matic, thì lúc đấy quý vị nạp root sẽ thuận tiện hơn, ok chưa? Rồi, và nếu như quý vị chưa có cái tài khoản trên cái sàn MEXC và trên sàn Gate.io, thì quý vị hãy đăng ký, lấy cái mã đăng ký mà KTV để bên dưới video này để được giảm chi phí khi quý vị giao dịch trên các sàn này. Ok, tiếp theo. Vậy thì làm sao để mà thêm được các token mà nó chạy trên cái Matic Network Polygon này? Thì quý vị phải vào một cái địa chỉ đây. Quý vị hãy vào địa chỉ là polygonscan.com. Đó. Thì ở cái ô tìm kiếm này, quý vị có thể nhập cái mã token này, mã TXH này, số block hoặc là địa chỉ ví của quý vị. Đó. Quý vị có thể truy xuất toàn bộ lịch sử giao dịch, trạng thái giao dịch. Ví dụ, ở đây KTV sẽ add thêm các token nó chạy trên cái network Polygon này vào cái ví MetaMask. Thì KTV chỉ việc nhập cái mã token vào đây. Đó. KTV sẽ lấy cái smart contract của cái USDC, ok chưa? Rồi. Đây này, contract này, KTV sẽ copy cái địa chỉ smart contract này và thêm nó vào cái mã Matic này, ok. Đó, quý vị chọn cái asset này, chọn add token này. Rồi quý vị dán cái contract vừa copy vào cái ô này. Ô thứ hai, thứ ba nó sẽ tự nhận, quý vị chỉ việc like này. Đó, quý vị chọn vào add token. Ok. Back lại bằng cái mũi tên này. Đó thì cái USDC nó sẽ lên cái ví của quý vị. Ok chưa? Rồi, và đến đây thì KTV xin kết thúc video. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Và nếu có những thắc mắc gì, quý vị hãy comment ngay dưới video này.